chào mọi người, chúng ta gặp lại nhau trong bản tin Newsfeed trên kênh Burst TV với những thông tin giải trí xã hội đáng chú ý trong tuần. Thông tin đầu tiên, sau gần 5 năm khép lại mối tình với chàng thiếu gia Phan Thành, cách đây ít lâu, Miu lại gây chú ý với những chia sẻ thẳng thắn về cuộc tình gian dở này. Trước đó, Phan Thành, Miu từng được ví là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt. Thế nhưng sau đó họ lại khiến cho bao người tiếc nuối khi tuyên bố hủy hôn ước vì Phan Thành bị phát hiện có mối quan hệ không bình thường với Thúy Vi. Đã 4 năm kể từ ngày Phan Thành và Miu đường ai nấy đi vì scandal Phan Thành qua lại với tiểu tam Thúy Vi. Gần đây, cả Phan Thành và Miu đều úp mở bóng gió về nỗi nhớ và sự cô đơn. Vì vậy, dân mạng không ngừng đẩy thuyền và mong chờ cả hai sẽ tái hợp trong tương lai gần. Về phía Phan Thành, chàng thiếu gia không ít lần chia sẻ những status tâm trạng như cả một trời thương nhớ, làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ để sau này không phải hối hận với lựa chọn của mình. Còn Miu thì mới đây, khi xuất hiện trong vai trò khách mời của một chương trình, cô nàng đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình cũ, người cũ. Miu cho biết chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, bởi với cô, đó là một phần quan trọng của cuộc sống. Cô cũng không oán trách hay là giận hờn tình cũ, bởi nghĩ đơn giản đã hết duyên. Trong quá khứ, tôi đã từng lựa chọn yêu một người, chấp nhận đánh đổi, hy sinh để yêu hết lòng. Tôi có được khoảng thời gian tốt đẹp với người đó. Nếu nói tôi hối hận khi tôi quen anh thì hơi hèn. Dù là con gái, tôi vẫn không có những suy nghĩ hèn như vậy. Tôi là kiểu người nếu gặp cú sốc về tình cảm sẽ dành thời gian suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân, chứ không khóc, không buồn, cũng không giận dỗi. Miu tâm sự, tôi không nghĩ đến chuyện quay lại với người cũ, nhưng cũng không muốn khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì bởi tình cảm là thứ không thể nói trước được. Cô nàng chia sẻ thêm, ngoài ra Miu cũng bật mí mình sẽ thích một chàng trai có tâm hồn đẹp dù anh ta có nhiều tiền hay không. Cô nàng muốn ở cạnh người mang lại cho mình niềm vui và sự thoải mái.